Chào các bạn làm cây vải thiều. Sáng sớm nay ở mình có mưa một chút các bạn ạ. Nhưng sáng hẳn thì lại không mưa nữa, không phải mặc áo mưa. Tuy nhiên từ giờ đến tháng 2 dương lịch, tức là sau Tết, thì trời vẫn thường xuyên xảy ra những trận như thế. Nó không mưa to rào như mùa hè, như mùa thu. Nhưng mưa nó làm cho không khí rất ẩm. Đó là điều rất bất thuận cho chúng ta làm cây vải thiều. Thì vấn đề này mình đã đề cập từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2023 rồi. Vậy thời tiết cơ bản từ giờ đến tháng 3 nó sẽ như thế nào? Đấy, quan trọng nhất là chúng ta làm cây vải thiều. Thì thời gian bây giờ là 12 giờ 1 phút thứ tư ngày mùng 6 tháng 12 năm 2023. Hình như là 24 tháng 10 đúng không? Mình quên không xem mình lịch âm, mình không để ý lịch âm. Nhưng trong các video mình phải nói lịch âm bởi anh em các bạn nhiều ông, nhiều bác làm lịch âm. Thì như bạn sáng nay chia sẻ một video là 10 15 ngày nữa sẽ có trận rét đậm, rét hại. Thì nếu như 10 15 ngày nữa thì đúng như mình chia sẻ trong các video từ trước là cuối và giữa tháng 12 là chúng ta sẽ có rét. Vậy là thời gian 10 15 ngày nữa, tức là vào 17 18 19 20 21 22 là chính là thời gian đông chí. Vậy thời gian đông chí mà rét đậm rét hại nó là phù hợp với quy luật của thời tiết. Với đúng giữa đông là rét nhất. Vậy như chúng ta đều biết cứ năm nào mà rét sớm một tí, ví dụ như là 11, 12, 13, 14, 15 mà rét thì người ta gọi là rét sớm. Còn sang tháng 1 rét thì người ta gọi là rét muộn. Đấy. Vậy giữa đông là người ta thấy thời gian rét đậm rét hại nhiều nhất vì năm nay nó cũng rét đậm rét hại vào thời gian giữa đông. Còn thời gian rét nhất nó sẽ là từ khoảng độ đấy, như các bạn vừa nói 14, 15 ngày nữa, tức là thời gian đông chí. Chúng ta sẽ kéo dài rét cho đến hết tháng 1, xong đầu tháng 2. Nếu tính lịch dương thì sẽ như sau. Đấy, cứ gọi 17, 18 đi nhờ. Đến hết tháng 1, xong đầu tháng 2 trước lập xuân. Về sau lập xuân sẽ là trời ấm áp dần. Còn tính lại âm, chúng ta, thôi mình cứ lấy đông chí đi. Đông chí là ngày mùng 10 tháng 11. Chúng ta rét đến lập xuân. Mẹ rét trong nửa tháng rưỡi. Vậy từ mùng 10 tháng 11 cho lập xuân là ngày 25 tháng 12. Vậy là chúng ta rét từ khoảng độ nửa tháng ăn tháng rưỡi đến thời gian sau lập xuân. Từ 25 trở đi tháng 12 là trời bắt đầu ấm áp dần dần. Đấy. Tuy nhiên, như mình chia sẻ trong các video, ở nhà các bạn, đặc biệt các bạn vùng cao, thì các bạn sẽ rét hơn. Còn mình đây, thì sẽ kiếm được 1 giờ, 1 phút, 1 giây nào đó dưới 10 độ, chắc là không có. Cho nên với mình, như thế là ít rét, và sẽ là điều cực kỳ bất lợi cho làm cây vải thiều. Đặc biệt lâu lâu nó sẽ xảy ra một trận như hôm nay. Tuy rằng nó không mưa rào như mùa đông, nhưng trời ẩm ấm, ở ẩm như này, nó đều cực kỳ bất thuận cho chúng ta làm cây vải. Vậy chúng ta cần phải làm như thế nào? Và mình đã thành một công thức cố định rồi. Thì các bạn đã quan sát thì năm nay mình làm lộc sớm. Thì kỹ thuật của mình chính là khoanh lộc non đỏ. Để cho vải nó thành thục rất nhanh nhưng mà nó không già nữa và nó giữ ngay cái màu lá vàng nghệ này. Còn nếu giả sử bây giờ chắc chắn trời mà ẩm ấm như thế, ẩm áp, ấm áp như này mà không rét quá này, không rét đậm rét hại dưới 10 độ. Như nhiều anh em chia sẻ dưới 7 8 độ mới vải mới ra hoa chẳng hạn. Thì rất khó cho quá trình ra hoa. Nói thì vậy thôi nhưng mình không làm được. Vậy việc thứ hai là các bạn nhìn vườn của mình. Thì mình thấy nhiều anh em chia sẻ trên Facebook, trên YouTube thì các bạn đã dọn vườn rồi nhưng mình chưa dọn được. Các bạn phải dọn vườn sạch sẽ. Khi chúng ta dọn vườn sạch sẽ như mình đây dọn sạch cỏ, sạch rác thì chính là chúng ta tạo cái khô hạn cho cái vườn. Vườn nó không có cỏ, không có rác. Để đất nó phơi trực tiếp ra ánh nắng mặt trời. Để gió nó khô đỡ bớt đi. Việc thứ ba là sau khi chúng ta dọn xong thì các bạn cày được đứt rễ để chúng ta cắt đứt cái đường hút nước. Nếu như trời mà rét
Có thể chúng ta không cần làm gì như trời nóng ẩm và ấm áp chẳng hạn, thì chúng ta cày càng sâu càng tốt, cày càng vào nhiều rễ càng tốt. Tất nhiên cái vườn đó là chúng ta phải cày thường xuyên, lâu lâu mấy năm mình cày một lần. Còn lâu lâu chúng ta mà chẳng cày bao giờ, chúng ta cày ngay thì đứt những rễ to thì cũng hại cây. Việc tiếp theo là chúng ta dùng các sản phẩm hóa chất như các video mình chia sẻ. Còn với về phần mình thì mình sẽ hạn chế quá trồng rình HTC nhất. Các bạn quan sát những cây vải nhà mình. Mặc dù khu này mình khoanh có thể đến hơn tháng rồi. Bởi bây giờ là thời gian bây giờ là mùng 6 tháng 12. Có thể lô này mình khoanh từ mùng 6 tháng 11. Khi mình khoanh lộc đỏ hơn một tháng trời, nhưng các bạn nhìn lộc của mình nó vẫn màu vàng. Bởi vì mình khoanh lộc non đỏ nó không già được xanh nữa, cho nên nó chỉ giữ màu vàng luôn như thế, mãi mãi như thế, cho nên nguy cơ ra lộc của mình là không có. Trong khi đó các bạn chỉ cần biết là mình mới dùng một đường khoanh duy nhất, không làm gì, hơn tháng nay vải mình vẫn giữ im đét. Còn nếu như mình cày cuốc đứt rễ nữa thì sẽ là vô cùng tuyệt vời, nhưng mình chưa làm được. Vậy các bạn đã khoanh rộng, khoanh lộc non đỏ để chúng ta ức chế, để làm cho lộc nhanh già, nhanh thành thục và giữ lộc. Tiếp theo chúng ta cày cuốc đứt rễ. Thì theo mình nghĩ nếu vườn nhà mình chỉ cần làm như thế là đã đủ rồi, đã ok rồi. Đấy. Còn nếu như đến thời gian đông chí như mình mà vải mình vẫn có nguy cơ ra lộc thì bắt buộc mình phải dùng hai phương pháp. Nếu như để an toàn và chắc chắn nhất, như sáng nay mình chia sẻ trong video, trời ẩm ướt như này, tốt nhất chúng ta dùng HTC. Bởi HTC sẽ là chất ức chế mạnh nhất và chất làm hoa lý tưởng nhất. Nhưng mỗi nhược điểm của nó là hoa ra trong kẽ lá, cho nên mình lại ít người, cho nên mình không muốn. Nên từ giờ đến thời gian đông chí mình tính tiếp nhé. Nếu như mình cày mình cuốc, và có thể như mình sẽ không dùng HTC đâu, mình chỉ dùng cái MKP mà thôi. Đấy. Ngoài ra mình thấy trên các nhóm hội cũng như anh em đăng Facebook, nhiều bạn là vải Thanh Hà, vải Thiều, các bạn chưa thành thục, lộc đang non các bạn vẫn muốn tưới rất nhiều. Tức là các bạn theo quan điểm các bạn là tưới cho chăm sóc thân mạnh để cho lộc nhanh già. Nhưng cây đấy mình thấy xưa các cụ làm nhiều. Bởi vì cái vải nhà mình, ví dụ vườn mình có 100 cây, chỉ còn 1-2 cây lộc nó non quá, nó yếu quá, nó đuôi quá. Chúng ta phải chăm sóc thật mạnh để cho cây vải đó nhanh già. Chúng ta rắc đạm, rắc NPK, phun thuốc sâu, thuốc bệnh rất nhiều để cho cây vải nó theo kịp những cây vải khác. Nhưng các bạn có để ý rằng những cây vải mình tưới riêng cho nó, chăm sóc phân không tính tiền đó, các bạn thấy lộc nó ra rất dài. Dài lắm, dài lắm lắm. Khi mưa xuống nó uốn, nó éo xuống hết. Nhưng nó mãi nó không già được. Nó mãi nó không già được. Bởi vì cây vải nó có nhiều phân, đặc biệt là phân đạm. Lộc rất dài. Và cây càng dài bao nhiêu, phân càng nhiều bao nhiêu, thì cây lại càng chậm thành thục bấy nhiêu. Và các bạn không để ý rằng những cây vải chúng ta để những nơi xa, nơi chăm sóc, chúng ta chẳng để ý đến cây vải nó ra lộc, lộc ngắn, lộc già nhanh. Và những cây vải đấy sau này lại ra hoa đậu quả. Còn những cây vải mà chúng ta chăm, lộc tứt muột đi, lốp đi, chúng ta khoanh, chúng ta ức chế, chúng ta làm cái gì nó cũng không ra hoa được. Vậy đó là một sự sai sót, một sự nhầm lẫn, một sự thiếu. Nếu như các cụ xưa chấp nhận được, nhưng bây giờ anh em chúng ta phải xem lại. Bởi vì trên mạng, YouTube như mình, anh em mình, và trên Facebook, các nhóm hội các bạn chia sẻ nhiều, nhưng vẫn có trường hợp các bạn nhầm lẫn trong vấn đề đó. Vậy khi cần vải nhanh thành thục, nhanh già là chúng ta phải tạo khô hạn giống như mình, khoanh. Và sau khi khoanh năm nay các bạn đã thấy không có một kỹ thuật nào làm vọc lộc nhanh thành thục bằng kỹ thuật khoanh. Ngoài ra chúng ta cũng tạo khô hạn. Bởi vì như mình vừa hay giải thích, khi lộc chúng ta đáng nhẽ nó đắm bón nhiều phân, tưới nhiều, nó dài ra thì nó sẽ chậm thành thục. Nhưng nó ngắn, mình khoanh ngay, hoặc mình khô hạn thì cây không có chất thì cái lá đó nhanh thành thục. Thế thôi các bạn ạ. Thật ra mình thấy nhiều anh em vẫn tưới các bạn ạ. Các bạn đăng trên nhóm hội trên Facebook vẫn thấy tưới rầm rầm rầm, bảo là người ta khoanh rồi mà vải mình còn đỏ. Các bạn càng tưới bao nhiêu thì lộc vải các bạn càng chậm thành thục bấy nhiêu, bởi càng tốt bấy nhiêu. Được không? Các bạn không tin cứ nghiệm lại đi nhé. Đấy. Cứ nghiệm lại đi. Đấy. Thì mình chốt lại như thế này. Thì năm nay là một năm trời sẽ không lạnh sâu như mọi năm. Nhiệt độ ở các bạn có thể không biết nào, như dưới mình nhiệt độ không dưới 10 độ. Vậy đó là một cái điều kiện thời tiết bất thuận cho cây vải Thiều.
để bất thuận cho cây vải thiều. Cho nên cái kỹ thuật của mình năm nay mình đã làm, nhưng tới hôm nay mình thấy là ổn. Là thứ nhất, khoanh lập non hồng khi cây vải chưa già và khoanh rộng. Khi khoanh lập non hồng thì cây vải thứ nhất thành thục rất nhanh. Nhưng khi nó thành thục, lá vải không xanh và nó giữ luôn cái màu vàng, màu nghệ đó và giữ mãi, là dẫn hiện tượng là cây vải nó không ra lọc đồng. Thứ hai, khoanh rộng thì cây vải nó sẽ chậm thành thục, nó sẽ không già chắc nhanh, và sau này ra hoa nó cũng sẽ ra được hoa ngắn, không hoa dài đẹp, dẫn hiện tượng chúng ta dễ bị hoa dài, quả thưa. Thứ hai, khoanh rộng là cây vải, vì mình khoanh sớm cho nên cây vải nó liền chậm, khi nó liền chậm thì sau này ra hoa đậu quả nó cũng đẹp hơn. Thứ hai, đấy mình mới sử dụng một kỹ thuật khoanh. Còn tiếp theo mà trời ẩm thì chúng ta dọn sạch vườn, quét dọn và cày cuốc đứt rễ để tạo khô hạn cây vải, hạn chế quá trình trao đổi. Khi cây vải hạn chế quá trình trao đổi, nước không lên thì cây cũng giữ được lâu. Thứ ba, một ý nữa là nhiều bạn kích lọc bây giờ muộn, các bạn vẫn tưới, vẫn kích, vẫn phun, thì chúng ta bỏ hết đi, không tưới, không kích, không phun, khoanh luôn và quét dọn sạch sẽ, được cày đứt rễ, càng hạn chế quá trình trao đổi chất, cây vải già càng nhanh, cũng giúp chúng ta già nhanh. Còn chúng ta càng tưới, càng chăm, càng bón thì cây vải càng già chậm và chất dinh dưỡng, đặc biệt phân, có phân đạm nhiều càng nhiều, lá càng tốt bao nhiêu thì cây vải sau này càng khó ra hoa đậu quả bấy nhiêu. Cảm ơn các bạn xem video. Thời gian chính xác bây giờ là 12 giờ 12 thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2023. Còn lịch âm hình như là vào ngày 24 tháng 10. Chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.